Chào các bạn, hôm nay mình giới thiệu một cuốn sách về giao tiếp rất nổi tiếng kể từ khi được xuất bản vào năm 2002, Crucial Conversation. Và theo từ điển Cambridge của Anh, crucial có nghĩa là vô cùng quan trọng, rất quan trọng hay là cần thiết. Chính vì thế mình tạm dịch cuốn sách Crucial Conversation là những cuộc đối thoại tối quan trọng. Và trong clip này thì chúng ta cùng tìm hiểu những cuộc đối thoại tối quan trọng là những cuộc đối thoại như thế nào, tầm quan trọng của chúng ra sao trong cuộc sống của chúng ta. Và tất nhiên mình cũng muốn giới thiệu 4 bài học mà mình tâm đắc nhất từ cuốn sách này. Theo các tác giả của cuốn sách thì có 3 yếu tố cấu thành một cuộc đối thoại tối quan trọng. Thứ nhất là các ý kiến trái chiều của các bên tham gia cuộc đối thoại. Thứ hai đó chính là cái cảm xúc mạnh từ các phía, ví dụ như là bực tức, nóng giận, thất vọng. Và thứ ba là cái nguy cơ dẫn tới những cái hậu quả xấu sau cái cuộc đối thoại. Và sau đây thì mình lấy một ví dụ rất đơn giản về cuộc đối thoại tối quan trọng. Bạn làm ở một công ty đã được 5 năm rồi, chất lượng công việc không có gì đáng bàn cả, không có sự phê bình hay là trách móc từ sếp. Nhưng bạn thấy rằng mức lương của bạn quá thấp, và theo bạn tìm hiểu thì những cái công ty với cái quy mô tương tự trả cái mức lương nhiều hơn 10.000 đô một năm cho một cái vị trí tương đương. Chính vì thế bạn muốn nói chuyện với sếp về cái vấn đề tăng lương. Và cuộc đối thoại của bạn với sếp về vấn đề tăng lương có thể là một trong những cái cuộc đối thoại tối quan trọng vì những cái lý do sau đây. Thứ nhất, ý kiến của bạn và sếp về vấn đề này trái chiều nhau. Ví dụ như bạn nghĩ rằng bạn xứng đáng được tăng lương trong khi sếp không nghĩ như thế. Thứ hai là cảm xúc của hai bên trong cái cuộc đối thoại này có thể khá mạnh. Ví dụ như là bạn bực tức, thất vọng, sếp thì cũng bực tức không kém vì hầu như năm nào bạn cũng đòi tăng lương. Và thứ ba là cái nguy cơ đổ vỡ cái mối quan hệ giữa bạn và sếp khá là cao. Sau khi mà một lần nữa sếp không đồng ý tăng lương cho bạn và bạn cảm thấy thất vọng thêm vì sếp, dẫn tới việc là bạn có thể xin nghỉ việc và sau này nếu như có gặp sếp ở ngoài đường cũng không muốn chào nhau, và sếp cũng có thể cho bạn thôi việc. Và khi mà chúng ta ngày càng trưởng thành hơn, càng có nhiều những cái cuộc đối thoại tối quan trọng như thế trong cuộc sống. Ví dụ đơn giản là chia tay bạn trai hay là bạn gái sau một thời gian dài gắn bó với nhau. Hoặc là trước khi cưới, hai vợ chồng bàn bạc với nhau là không ở với gia đình nhà vợ, cũng không ở với gia đình nhà chồng, chỉ mong muốn sống riêng. Nhưng mà sau đám cưới, một trong hai người lại thay đổi ý định. Vậy tầm quan trọng của những cái cuộc đối thoại tối quan trọng này trong cuộc sống của chúng ta như thế nào? Và tại sao chúng ta cần phải có kỹ năng để giao tiếp một cách hiệu quả trong những cái tình huống như thế? Cái lý do thứ nhất, bởi vì trong cuộc sống của chúng ta có những cái cuộc nói chuyện mà chúng ta bắt buộc phải thực hiện để có thể giải quyết những cái vấn đề tồn đọng hay là gây nhức nhối trong cái cuộc sống riêng của chúng ta. Có thể là ở cơ quan, có thể là ở gia đình. Và nếu mà không giải quyết một cách triệt để và không giao tiếp hiệu quả trong những cái cuộc nói chuyện như thế này thì sẽ gây ra những cái hậu quả tiêu cực trong sự nghiệp của chúng ta, hoặc là trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, cũng như là những cái mối quan hệ với những người mà chúng ta quan tâm, yêu quý. Và cái lý do thứ hai tại sao chúng ta phải rèn luyện kỹ năng để có thể giao tiếp được một cách hiệu quả trong những cái cuộc đối thoại tối quan trọng, chỉ bởi vì thỉnh thoảng lắm thì chúng ta mới có những cái vấn đề rất quan trọng để bàn bạc. Chính vì thế nhiều người trong chúng ta thiếu cái kỹ năng để có thể giao tiếp một cách hiệu quả trong những cái tình huống cấp bách hay là những cái tình huống quan trọng như thế này. Vậy chúng ta có thể có được những cái bài học nào từ cái cuốn sách này? Trong sách có tất cả 11 chương, tất nhiên có rất nhiều bài học đáng giá. Nhưng sau đây là 4 bài học mà mình cảm thấy tâm đắc nhất. Bài học thứ nhất, tất cả những cái cuộc nói chuyện tối quan trọng đều phải bắt đầu từ tâm, từ trái tim. Tiếng Anh gọi là start with heart. Khi mà chúng ta mong muốn có những cái cuộc đối thoại quan trọng về những cái vấn đề lớn thì lúc nào chúng ta cũng cần phải có sự chuẩn bị về tinh thần, về địa điểm, không gian, thời gian. Và trong cái khoảng thời gian chuẩn bị đó, chúng ta phải suy nghĩ tới 3 điều chính sau đây.
Điều thứ nhất là chúng ta, bản thân chúng ta thực sự muốn gì từ những cái cuộc đối thoại như thế này. Điều thứ hai, bản thân chúng ta thực sự muốn gì cho đối phương từ những cái cuộc nói chuyện quan trọng này. Và điều thứ ba là chúng ta thực sự muốn gì cho mối quan hệ của hai người hay là của những bên tham gia trong cái cuộc đối thoại quan trọng này. Có nghĩa là chúng ta xác định mục đích thực sự của cuộc nói chuyện. Và tại sao lại nói là phải xuất phát từ tâm? Bởi lẽ cái mục đích mà chúng ta mong muốn phải là mục đích tốt, không những có lợi cho bản thân mà còn có lợi cho cả đối phương và nâng cao cái mối quan hệ của chúng ta với lại những người trong cuộc nói chuyện. Cái bài học thứ hai đó chính là học cách nhìn, học cách tìm kiếm. Trong sách gọi là Learn to Look. Vậy tìm kiếm cái gì, nhìn ra cái gì? Đó chính là nhìn ra những cái biểu hiện có thể dẫn đến sự gián đoạn hay bế tắc của cuộc nói chuyện. Nếu để ý thì chúng ta sẽ thấy rằng khi mà chúng ta phải đề cập tới những cái vấn đề quan trọng, đặc biệt là khi tất cả mọi bên tham gia cái cuộc đối thoại này đều có những cái cảm xúc mạnh, cảm xúc dâng trào, đến một lúc nào đó cuộc hội thoại có thể bị ngừng bởi vì một trong những người tham gia trở nên im lặng, không muốn tiếp tục nữa, hoặc là một trong các bên tham gia trở nên nóng nảy, to tiếng, chửi bới và thậm chí là động chân động tay. Trong cuốn sách, những biểu hiện trên được liệt vào hai loại. Loại thứ nhất là silence, im lặng. Loại thứ hai là violence, có nghĩa là bạo lực. Và những người trong cái cuộc đối thoại có những cái biểu hiện trên khi mà họ không có cái cảm giác an toàn trong cái cuộc hội thoại. Và cái cảm giác không an toàn ở đây chính là cái cảm xúc không được tôn trọng, hoặc là nghĩ rằng đối phương đang lên án, chửi bới hay là đả kích mình. Trong những cái tình huống như thế, khi mà chúng ta có khả năng nhận ra những cái biểu hiện của sự mất an toàn mà đối phương của chúng ta đang gặp phải, thì chúng ta sẽ có cơ hội để điều khiển cái cuộc đối thoại này để nó không rơi vào bế tắc. Cái bài học thứ ba mình cảm thấy rất là tâm đắc, đó chính là cái cách khôi phục cái cảm giác an toàn, hay là cái cách tạo ra cảm giác an toàn cho tất cả các bên tham gia. Điều này thì rất quan trọng, bởi lẽ chỉ khi mà có cảm giác an toàn, mọi người tham gia cuộc đối thoại mới có cái khả năng tự do bày tỏ cảm xúc cá nhân cũng như là những cái ý kiến về những cái vấn đề quan trọng đang được đề cập tới. Và đây cũng là những cái yếu tố để xây dựng một cuộc nói chuyện hoàn chỉnh cả về nội dung lẫn cảm xúc. Vậy chúng ta khôi phục lại cái cảm giác an toàn như thế nào? Thứ nhất là chúng ta có thể nói lời xin lỗi nếu mà những cái gì mà chúng ta nói gây ra cái sự đau lòng cho người khác hoặc là khiến đối phương cảm thấy bị đả kích. Thứ hai là nếu mà chúng ta nói gì sai khiến đối phương hiểu lầm thì chúng ta có thể diễn đạt lại cái ý đó bằng nhiều cách khác nhau để đảm bảo rằng đối phương của chúng ta thực sự hiểu chúng ta muốn nói gì. Cách thứ ba đó chính là tạo ra mục đích chung và để đối phương của mình biết cái mục đích chung này là gì, để họ hiểu rằng những gì mà bạn đang muốn làm hay là đang muốn nói là vì lợi ích chung của tất cả các bên tham gia trong cái cuộc đối thoại này, chứ không phải là mục đích riêng của bạn. Ví dụ, người chồng uống quá nhiều rượu bia gây ảnh hưởng tới sức khỏe và người vợ muốn nói chuyện này với chồng để khắc phục cái tình trạng rượu bia quá đà này, thì cái mục đích chung ở đây đó chính là hạnh phúc gia đình, chứ không phải là bởi vì người vợ muốn chồng không đi uống rượu bia nhiều để tiết kiệm tiền cho bản thân đi mua sắm. Cái bài học thứ tư mà mình cảm thấy rất gần gũi và thực tế đó chính là chúng ta cần phải học cách điều khiển bộ não của chúng ta, cái trí tưởng tượng của chúng ta khi mà chúng ta xây dựng những cái câu chuyện từ những gì mà chúng ta chứng kiến hay là chúng ta nghe thấy. Đại văn hào Shakespeare có một câu nói rất chi là nổi tiếng. Ông nói là tất cả những gì trên thế giới này chẳng có gì là tốt, chẳng có gì là xấu, chỉ có những cái ý nghĩ của chúng ta làm cho chúng trở nên tốt hay xấu mà thôi. Tất cả những gì mà chúng ta nghe thấy hay nhìn thấy sẽ làm cho chúng ta tưởng tượng ra những cái câu chuyện hay là tự tạo ra những cái câu chuyện trong đầu,
rồi những cái câu chuyện này sẽ dẫn tới một cái loạt cảm xúc ở trong chúng ta, và tất nhiên những cái cảm xúc này sẽ gây ra những cái hành động tương ứng. Và đây là một câu chuyện mà mình đã từng đọc ở trên báo mạng và vẫn còn nhớ tới giờ. Một chị lấy chồng rồi ở với lại mẹ chồng. Và sau một thời gian thì mẹ chồng đi sang nhà con gái ở một cái thành phố khác. Người con gái này thì vẫn còn độc thân, chưa chồng con gì mà cũng chưa có người yêu. Mỗi ngày thì chỉ đi làm 8 tiếng thôi nên thời gian có rất nhiều. Thì mẹ chồng đi ở với lại con gái của mình trong vòng 1 năm là để thăm con cũng là để chơi. Thì hàng ngày thường xuyên hai vợ chồng gọi điện cho mẹ chồng và cô em chồng. Thì lúc nào gọi điện cũng thấy là mẹ chồng tất bật với lại việc giặt giũ cơm nước nhà cửa cho cô con gái của mình. Và cô em chồng cũng hay khoe, ôi mẹ làm hết tất cả cho mình, ở với mẹ sướng thật, chả phải nhúng tay vào việc gì. Sau một thời gian thì bà quay về căn nhà mà ở cùng với lại cậu con trai, cùng với lại cô con dâu. Và tuyệt nhiên cô con dâu không thấy mẹ chồng động tay động chân vào việc gì, từ việc bé tới việc lớn. Thì mỗi ngày bà chỉ dành 1-2 tiếng đi tập thể dục, còn lại là ngồi trong phòng đọc sách, xem tivi, rồi đến bữa cơm thì xuống ăn, chứ không hề giúp đỡ là giặt giũ hay là nấu nướng, mặc dù cả hai vợ chồng đi làm và vẫn còn con nhỏ. Vậy khi nghe được câu chuyện như thế này, hay là chứng kiến được những cái câu chuyện như thế này, thì suy nghĩ của chúng ta sẽ ra sao nếu mà chúng ta ở cái địa vị của cô con dâu? Có thể là người mẹ chồng thiên vị cô con gái của ruột của mình. Có thể là người mẹ chồng vì quá ý tứ với con dâu, sợ làm cái gì con dâu cũng không vừa ý, thì càng gây ra những cái xích mích giữa mẹ chồng và nàng dâu. Chính vì thế trong những cái cuộc nói chuyện tối quan trọng, chúng ta không thể vội vã khẳng định những cái câu chuyện mà chúng ta tưởng tượng ra phản ánh thực chất của vấn đề hay là phản ánh sự thật, trừ khi chúng ta có đầy đủ bằng chứng hay là thông tin để chứng minh cho nhận định của mình. Thấu hiểu cảm xúc cá nhân, thấu hiểu cảm xúc của người khác và biết điều tiết chúng là một trong những cái yếu tố giúp chúng ta giao tiếp hiệu quả. Thế nên khi mà chúng ta biết được những cái cuốn sách như thế này, bỏ một chút thời gian ra đọc chúng và rút ra được những cái bài học tâm đắc cho bản thân để áp dụng trong cuộc sống hàng ngày, sẽ giúp cho chúng ta hạnh phúc hơn và thành công hơn trong sự nghiệp cũng như là đời sống cá nhân. Mình luôn tin rằng tất cả các cuộc đối thoại trong cuộc đời của chúng ta, nếu xuất phát từ tâm, sẽ kết thúc tốt đẹp nơi trái tim.